Xin chào các anh chị và các bạn. Thì tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái bài học liên quan đến trong quá trình phỏng vấn, đúng không ạ? Trong quá trình phỏng vấn thì mình cứ ứng xử bằng các kỹ năng giao tiếp thông thường thôi. Chuẩn bị hết bài vở ngon lành, ôn thi cẩn thận, được chưa? Là ok, ngon. Sau khi mình bắt tay, chia tay, cảm ơn nhà tuyển dụng đi về, thì bài học này tôi sẽ nói về một cái video là sau phỏng vấn. Sau phỏng vấn tìm việc với nhà tuyển dụng thì thông thường thì các ứng viên thường không làm gì cả. Và tôi nghĩ đấy là một điều sai lầm hay là một điều chưa thực sự chuyên nghiệp. Theo tôi, theo ý kiến cá nhân của tôi thì các bạn nên có một vài cái động thái sau phỏng vấn. Thứ nhất là mình có thể gửi email cảm ơn cho nhà tuyển dụng, rằng là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho em, đã dành thời gian cho tôi cái buổi trò chuyện và tìm hiểu về công ty và công việc thì cũng rất là bổ ích, tôi cũng đã học được nhiều điều. Và nhất là cái buổi phỏng vấn với anh Phan Anh hay là chị A, cô B thì em đã học được những cái này cái kia, rất vui được làm quen với anh chị. Và nếu có dịp mà được làm việc cùng với anh chị thì đó là một điều rất là vui cho em trong thời gian này, vân vân, kiểu như thế, đúng không? Tức là chúng ta sẽ gửi một cái thư cảm ơn. Một cái thư cảm ơn thì sẽ gồm những cái gì? Cũng sẽ lại bắt đầu là chào hỏi, bắt đầu nói về cái buổi trò chuyện đó, hiểu biết của bạn thêm được chừng nào, cảm xúc của bạn về cái buổi phỏng vấn, về công ty, bạn háo hức như thế nào về việc đi làm, kiểu như thế. Chào hỏi, tiếp tục là bắt đầu đưa ra một cái nhắn nhủ là nếu như được cộng tác, được làm việc thì sẽ rất là tuyệt vời. Tôi sẽ được cống hiến, tôi sẽ đóng góp, tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế khác. Đưa ra lời hứa và sau đó là sẽ rất mong nhận được cái phản hồi. Theo một cái quy trình như vậy, mình sẽ gửi một cái email. Được chưa ạ? Vâng. Hoặc là các bạn cũng có thể đưa ra một cái ý tưởng, đấy là các bạn gửi các email thư bổ sung. Thư bổ sung tức là ở đây thì tôi gợi ý các bạn là chúng ta bổ sung thêm các cái vấn đề mà bạn và nhà tuyển dụng đang cùng quan tâm đến nó mà trước đó là chúng ta còn thiếu, đúng không ạ? Ví dụ như nó được hiểu như là một dạng bản chào bán sản phẩm lần hai, nhưng mà có chọn lọc hơn, đúng không ạ? Chúng ta đưa cho họ thêm những cái thông tin nữa để họ biết về chúng ta, để họ có thêm thông tin họ ra quyết định. Thì cái đấy cũng là một cái mẹo rất là hay để các bạn có cái cớ để các bạn trò chuyện sau phỏng vấn, được chưa? Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng có thể kết bạn với nhà tuyển dụng. Ví dụ như nhà tuyển dụng là anh Phan Anh chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ thế thì kết bạn Facebook với anh ý, rồi xem anh ý nói gì, đăng cái gì, bắt đầu vào like, lủng comment, hoặc là nhắn tin, gọi điện, đi uống cà phê, gặp gỡ và xin học hỏi, ví dụ như thế. Thì tôi nghĩ với một cái thái độ rất tích cực như vậy thì nhà tuyển dụng không có lý do gì mà từ chối bạn cả, đúng không ạ? Và chúng ta lưu và ghi nhớ những cái danh sách các cái nhà tuyển dụng tiềm năng khác để chúng ta có thể đi phỏng vấn và chúng ta chờ đợi các kết quả, đúng không? Và các bạn cũng luôn luôn chú ý là phải kiểm tra email, kiểm tra tin nhắn hoặc kiểm tra điện thoại. Bởi vì có thể là bạn đã trúng tuyển và nhà tuyển dụng gọi cho bạn, gửi mail cho bạn, liên hệ với bạn nhưng mà không được, thì tránh những cái lỗi này, đúng không ạ? Hoặc là thấy cuộc gọi nhỡ thì nên gọi lại đó. Thế rồi thì bạn cũng có thể là tiếp tục tìm kiếm các cái cơ hội việc làm khác, các cái cuộc phỏng vấn các cái nhà tuyển dụng khác trong thời gian chờ đợi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta cũng không thể chắc chắn được là chỗ kia có thành công hay không. Bởi vì chúng ta đã rất nỗ lực, chúng ta đã rất xuất sắc rồi, nhưng mà có thể sẽ có những ứng viên xuất sắc hơn. Thì trong lúc đấy thì hãy làm điều tốt nhất cho bản thân là mình tiếp tục đi phỏng vấn, và lúc đấy mình sẽ có nhiều sự lựa chọn để ra quyết định. Tất nhiên các sự lựa chọn của các nhà tuyển dụng thì phải theo một cách là đều phải là công việc mà mình đam mê. Ví dụ giám đốc kinh doanh, tôi có thể làm giám đốc kinh doanh cho công ty A, công ty B, công ty C, công ty D, nhưng vị trí công việc của tôi phải là về kinh doanh, phải là về marketing thì tôi mới làm. Chứ bảo tôi làm giám đốc tài chính tôi không làm, ví dụ thế, đúng không ạ? Tất nhiên còn giám đốc tài chính thì không làm được đấy. Tất nhiên khi đi phỏng vấn thì mình cũng nên hết sức là khéo léo, lên sức hết sức là kín đáo, đúng không ạ? Để tăng cơ hội cho mình và tránh bị rơi vào cái thế bị động, nhưng mà cũng không cho nhà tuyển dụng mà người ta biết rằng là mình đang thả lưới ở rất nhiều các cái bể cá. Như thế thì mình có thể là một người cũng không đáng tin cậy, đúng không? Thế nhưng mà ứng viên CV của mình ngon, kỹ năng của mình ngon, phỏng vấn của mình ngon, đúng không ạ?
sự chuẩn bị của mình ngon thì mình có thể đỗ rất nhiều cái đơn vị là bình thường. Giống như là bạn đỗ đại học thôi, bạn thi đại học, bạn thi 3 trường, bạn đỗ 3 trường. Học bổng nước ngoài bạn apply 5 trường, bạn đỗ 5 trường, lúc đấy bạn được quyền chọn. Còn hơn là mình chỉ có một quyền, đúng không? Đấy, thế thì lời khuyên của tôi là sau quá trình phỏng vấn, dù có được hay là không được thì mình nên duy trì cái mối quan hệ với nhà tuyển dụng, nên gửi thư cảm ơn, nên gửi thư bổ sung CV, nên đi tuyển dụng thêm để thứ nhất là lấy kinh nghiệm, thứ hai là tăng cơ hội và chuẩn bị cho việc đi làm sắp tới. Được chưa ạ? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chúc các anh chị phỏng vấn và tuyển dụng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.